Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 123. Tôi ngước mắt lên hướng cùng Ngài, hỡi đấng ngự trên các tầng trời. Mắt kẻ tôi tớ trông nơi tay ông chủ mình, mắt con đòi trông nơi tay bà chủ mình thế nào, thì mắt chúng tôi ngưỡng vọng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi thể ấy, cho đến chừng nào Ngài thương xót chúng tôi. Đức Giê-hô-va ơi, xin thương xót chúng tôi, xin thương xót chúng tôi, vì chúng tôi quá chán sự khinh dễ. Linh hồn chúng tôi quá chán sự nhạo báng của kẻ ăn giật và sự khinh dễ của kẻ kiêu ngạo. Chương 2. Hỡi anh em, chính anh em biết rõ rằng chúng tôi đã đến nơi anh em ấy chẳng phải là vô ích đâu. Nhưng sau khi bị đau đớn và sỉ nhục tại thành Philip, như anh em đã biết, chúng tôi trông cậy Đức Chúa Trời, cứ rao truyền đạo tin lành của Đức Chúa Trời cách dạng dĩ giữa cơn đại chiến. Vì sự giảng đạo của chúng tôi chẳng phải bởi sự sai lầm hoặc ý không thanh sạch, cũng chẳng dùng điều giả dối. Nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng tin lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời là đấng dò xét lòng chúng tôi. Và anh em có biết, chúng tôi không hề dùng những lời vua nịnh, cũng không hề bởi lòng tư lợi mà làm. Có Đức Chúa Trời chứng cho. Dẫu rằng chúng tôi có thể bắt anh em tôn trọng chúng tôi vì là sứ đồ của Đấng Christ, song cũng chẳng cầu vinh hiển đến từ loài người, hoặc từ nơi anh em, hoặc từ nơi kẻ khác. Nhưng chúng tôi đã ăn ở nhu mì giữa anh em, như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy. Vậy vì lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em, nên ước ao ban cho anh em không những tin lành Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến chính sự sống chúng tôi nữa. Bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao. Hỏi anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi? Ấy là trong khi chúng tôi giảng tin lành cho anh em, lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm để cho khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Anh em làm chứng, Đức Chúa Trời cũng làm chứng rằng cách ăn ở của chúng tôi đối với anh em có lòng tin thật là thánh sạch, công bình, không chỗ trách được. Anh em cũng biết rằng chúng tôi đối đãi với mỗi người trong anh em như cha đối với con, khuyên lơn, yên ủi và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài. Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho. Không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời. Vì thật là lời Đức Chúa Trời cũng hành động trong anh em có lòng tin. Hỡi anh em thật đã trở nên người bắt chước các hội thánh của Đức Chúa Trời tại xứ Giu-đê là các hội thánh trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Anh em đã chịu khổ bởi người đồng xứ mình, cũng như chính các hội thánh ấy chịu khổ bởi người Giu-đa, là người đã giết Đức Chúa Giê-xu và các đấng tiên tri, đã bắt bớ chúng tôi, làm trái ý Đức Chúa Trời và thù nghịch với mọi người nữa, ngăn trở chúng tôi giảng dạy dân ngoại cho được cứu, lại hằng đầy dẫy cái lượng tội lỗi mình. Nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời sau hết đã đến trên họ. Hỡi anh em, về phần chúng tôi đã xa cách anh em ít lâu nay. Thân tuy cách nhưng lòng không cách. Chúng tôi đã nôn nã biết bao, tìm phương để thỏa lòng ao ước lại thấy mặt anh em. Vì vậy, đã hai lần chúng tôi, nhất là tôi, Phao-lô, muốn đi đến cùng anh em, nhưng quỷ Sa-tan đã ngăn trở chúng tôi. Vì sự trông cậy, vui mừng và mão triều thiên vinh hiển của chúng tôi là gì? Há chẳng phải là anh em cũng được đứng trước mặt Đức Chúa Giê-xu chúng ta trong khi Ngài đến sao? Phải, anh em thật là sự vinh hiển và vui mừng của chúng tôi vậy. Chương 3. Vì không thể chờ đợi được nữa, nên chúng tôi thà đành ở lại một mình tại Athen và sai Timôthê là anh em chúng tôi
tôi tớ của Đức Chúa Trời, kẻ giúp việc đạo tin lành của Đấng Christ đến cùng anh em, để khiến anh em được vững vàng và dục lòng anh em trong đức tin, hầu cho không một người nào trong anh em bị rúng động bởi những sự khốn khó dường ấy. Vì anh em tự biết rằng ấy đó là điều đã định trước cho chúng ta. Lại khi ở cùng anh em, chúng tôi đã nói trước rằng sẽ có sự khốn khó phải chịu. Điều đó xảy đến rồi và anh em đã biết rõ. Vậy không thể đợi lâu hơn nữa, nên tôi đã sai Timôthê đi để cho biết đức tin anh em ra làm sao. E rằng kẻ cám dỗ đã cám dỗ anh em mà công phu của chúng tôi trở nên vô ích chăng? Nhưng Timôthê ở nơi anh em mới trở về đây, có thuật cho chúng tôi tin tốt về đức tin cùng lòng yêu thương của anh em. Người lại nói rằng anh em thường tưởng nhớ chúng tôi và ao ước gặp chúng tôi, cũng như chính chúng tôi ước ao gặp anh em vậy. Hỏi anh em, như vậy thì ở giữa mọi sự gian nan khốn khó của chúng tôi, anh em đã lấy đức tin mình mà làm một cớ yên ủi cho chúng tôi đó. Vì hiện nay chúng tôi sống là tại anh em đứng vững trong Chúa. Chúng tôi làm thế nào đặng đủ tạ ơn Đức Chúa Trời về anh em? Vì chúng tôi bởi cớ anh em được đầy lòng vui vẻ ở trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi. Đêm ngày, chúng tôi cố sức nài xin Ngài cho phép chúng tôi lại gặp anh em và gia thêm cho đức tin anh em điều chi còn kém. Nguyện xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và Đức Chúa Giêsu Chúa chúng ta dẫn chúng tôi đến cùng anh em. Lại nguyện xin Chúa làm cho anh em thêm và đầy lòng yêu thương đối với nhau, cùng đối với mọi người, cũng như lòng yêu thương của chúng tôi đối với anh em vậy. Hầu cho lòng anh em được vững vàng và thánh sạch, không trách được trước mặt Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, khi Đức Chúa Giêsu chúng ta sẽ đến với hết thảy thánh đồ Ngài. Chương 17. Eli ở Thi-sê-bê là một người trong bọn đã sang ngụ Ga-la-át, nói với A-háp rằng: Ta đứng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel hằng sống mà thề rằng, mấy năm về sau đây, nếu ta chẳng nói, chắc sẽ không có sương, cũng không có mưa. Đoạn, có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy người rằng: Hãy đi khỏi đây, qua phía đông, và ẩn ngươi bên khe Kê-rít, đối ngang Giô-đanh. Ngươi sẽ uống nước của khe, và ta đã truyền cho chim quạ nuôi ngươi tại đó. Vậy Eli đi, vâng theo lời của Đức Giê-hô-va và đến ở nơi mé khe Kê-rít đối ngang Giô-đanh. Buổi mai và buổi chiều, chim quạ đem bánh và thịt cho người, và người uống nước khe. Nhưng trong ít lâu thì khe bị khô, vì trong xứ không có mưa. Bấy giờ, có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Eli rằng: Hãy trỗi dậy, đi đến Sa-rép-ta, thành thuộc về Si-đôn và ở tại đó. Kìa, ta đã truyền cho một người quá bụa ở thành ấy lo nuôi ngươi. Vậy người đứng dậy đi đến Sa-rép-ta. Khi đến cửa thành, người thấy một người đàn bà quá lượm củi, bèn kêu mà nói rằng: Ta xin ngươi hãy đi múc một chút nước trong bình để cho ta uống. Nàng bèn đi múc nước. Nhưng người kêu lại và nói với nàng rằng: Cũng hãy đem trong tay ngươi cho ta một miếng bánh nữa. Nàng đáp: Tôi chỉ mạng sống của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông mà thề, tôi không có bánh, chỉ có một nắm bột trong vò và một chút dầu trong bình. Này, tôi lượm hai khúc củi, đoạn về nấu dọn cho tôi và con trai tôi. Khi ăn rồi, chúng tôi sẽ chết. Nhưng Eli tiếp rằng: Chớ sợ chi, hãy trở về, làm y như ngươi đã nói. Xong trước hãy dùng bột ấy làm cho ta một cái bánh nhỏ, rồi đem ra cho ta. Kế sau, ngươi sẽ làm cho ngươi và cho con trai ngươi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Bột sẽ không hết trong vò, và dầu sẽ không thiếu trong bình, cho đến ngày Đức Giê-hô-va giáng mưa xuống đất. Vậy nàng đi và làm theo điều Eli nói. Nàng và nhà nàng luôn với Eli ăn trong lâu ngày. Bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Eli mà phán ra. Sau một ít lâu, con trai của người đàn bà, tức là chủ nhà, bị đau, bệnh rất nặng, đến nỗi trong mình nó chẳng còn hơi thở. Người đàn bà
bèn nói với Eli rằng: Hỡi người của Đức Chúa Trời, tôi với ông có việc chi chăng? Có phải ông đến nhà tôi đặng nhắc lại những tội lỗi tôi và giết con tôi chăng? Người đáp với nàng rằng: Hãy giao con nàng cho ta. Người bồng nó khỏi tay mẹ nó, đem lên phòng cao chỗ người ở và để nó nằm trên giường mình. Đoạn người kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va mà rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ơi, cớ sao ngài giáng tai họa trên người đàn bà quá này? Nhà nàng là nơi tôi trú ngụ mà giết con trai người đi. Người nằm ấp trên mình con trẻ 3 lần, lại kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va nữa mà rằng: Ôi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, xin Chúa khiến linh hồn của đứa trẻ này trở lại trong mình nó. Đức Giê-hô-va nhậm lời của Eli, linh hồn của đứa trẻ trở lại trong mình nó và nó sống lại. Eli bồng đứa trẻ đi xuống lầu, vào trong nhà dưới, giao cho mẹ nó mà nói rằng: Hãy xem, con nàng sống. Nàng bèn nói cùng Eli rằng: Bây giờ tôi nhìn biết ông là một người của Đức Chúa Trời, và lời phán của Đức Giê-hô-va ở trong miệng ông là thật. Chương 18. Cách lâu ngày, trong năm thứ 3, có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Eli rằng: Hãy đi ra mắt Ahab, ta sẽ khiến mưa sa xuống đất. Vậy Eli đi ra mắt Ahab. Và tại Samari có cơn đói kém quá đỗi. Ahab sai gọi Abdia là quan gia tể mình. Abdia rất kính sợ Đức Giê-hô-va. Xảy ra khi Giê-sa-bên diệt hết các đấng tiên tri của Đức Giê-hô-va, thì Abdia có đem 100 đấng tiên tri đi giấu trong 2 hang đá, mỗi hang 50 người, dùng bánh và nước mà nuôi họ. Ahab nói với Abdia rằng: Hãy đi khắp xứ, xem hết thảy các suối và khe. Có lẽ chúng ta sẽ tìm được cỏ và cứu cho ngựa và la còn sống, không phải diệt hết các súc vật ta chăng? Vậy hai người chia xứ đặng đi tuần. Ahab đi một mình con đường này và Abdia đi một mình con đường kia. Abdia đang đi đường thì gặp Eli ra đón mình. Abdia nhìn biết người, sấp mình xuống đất mà thưa rằng: Hỡi Eli chúa tôi, có phải ông chăng? Người đáp: Ừ, phải ta. Ngươi hãy đi nói với chủ ngươi rằng Eli ở đây. Abdia tiếp rằng: Tôi có phạm tội gì mà ông muốn phó kẻ tôi tới ông vào tay Ahab hầu cho người giết tôi đi? Tôi chỉ Giê-hô-va Đức Chúa Trời hằng sống của ông mà thề, chẳng dân nào, nước nào mà chủ tôi không sai đến tìm ông. Và khi người ta đáp rằng Eli không có đây, thì người bắt nước bắt dân ấy thề rằng không ai gặp ông. Mà bây giờ ông lại nói với tôi tớ rằng: Hãy đi nói với chủ ngươi Eli ở đây, rồi khi tôi lìa khỏi ông, sẽ có thần của Đức Giê-hô-va đem ông đi nơi nào tôi chẳng biết. Vậy khi tôi đi thuật lại cùng Ahab mà người không thấy ông, ắt sẽ giết tôi đi. Vả kẻ tôi tớ ông kính sợ Đức Giê-hô-va từ khi thơ ấu. Khi Giê-sa-bên giết các tiên tri của Đức Giê-hô-va, thì tôi có giấu 100 tiên tri của Đức Giê-hô-va trong 2 hang đá, mỗi hang 50 người, dùng bánh và nước mà nuôi họ. Người ta há không có thuật điều đó cho chúa tôi hay sao? Và bây giờ ông biểu tôi hãy đi nói với chủ ngươi rằng Eli ở đây, người ác sẽ giết tôi đi. Eli đáp rằng: Ta chỉ sanh mạng Đức Giê-hô-va vạn quân là đấng ta phục sự mà thề rằng, chính ngày nay ta sẽ ra mắt Ahab. Vậy Abdia đi đón Ahab và thuật lại cho người. Ahab bèn đi đón Eli. Vừa khi Ahab thấy Eli thì nói rằng: Có phải ngươi là kẻ làm rối loạn Israel chăng? Eli đáp rằng: Chẳng phải tôi làm rối loạn Israel đâu, bèn là vua và nhà cha vua. Bởi vì vua đã bỏ điều răn của Đức Giê-hô-va và đã tin theo thần Ba-anh. Vậy bây giờ vua hãy sai người đi nhóm cả Israel với 450 tiên tri của Ba-anh và 400 tiên tri của ác tặc tê ăn tại bàn Giê-sa-bên, khiến họ đến cùng tôi trên núi Cạc-mên. Vậy Ahab sai người đi nhóm cả dân Israel và những tiên tri đến núi Cạc-mên. Đoạn Eli đến trước mặt dân sự mà nói rằng:
các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Jehovah là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài. Nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn. Song dân sự không đáp một lời. Bây giờ Eli nói với dân sự rằng, trong vòng những tiên tri của Đức Jehovah, chỉ một mình ta còn lại, còn các tiên tri Ba-anh số là 450 người. Vậy, hãy cho chúng ta hai con bò đực. Họ phải chọn một con cho mình, xả ra từ miếng, sắp để trên củi, nhưng chớ châm lửa. Còn ta sẽ làm con bò kia, để nó trên củi, nhưng không châm lửa. Đoạn, hãy kêu cầu danh của thần các ngươi. Còn ta sẽ kêu cầu danh của Đức Giê-hô-va. Thần đáp lời bằng lửa, ấy quả là Đức Chúa Trời. Cả dân sự đều đáp rằng, lời nói rất phải. Eli bèn nói với những tiên tri ba anh rằng, hãy chọn một con bò đực, làm nó trước đi, vì các ngươi đông, rồi hãy cầu khẩn danh của thần các ngươi, nhưng chớ châm lửa. Vậy, chúng bắt con bò mà người ta đã ban cho mà làm nó, rồi từ sớm mai đến trưa, chúng cầu khẩn danh của ba anh và rằng, hỡi ba anh, xin đáp lời chúng tôi. Nhưng chẳng có tiếng gì, cũng chẳng ai đáp lời. Chúng đều nhảy chung quanh bàn thờ mình đã dựng lên. Khi đã đến trưa, Eli nhạo chúng mà rằng, khá la lớn lên đi, vì người là thần, hoặc người đang suy gẫm, hoặc ở đâu xa, hoặc đang đi đường, hay là có lẽ người ngủ và sẽ thức dậy. Vậy chúng kêu lớn tiếng và theo thói lệ họ, lấy gươm giáo gạch vào mình cho đến chừng máu chảy ra. Khi quá trưa rồi, họ cứ nói tiên tri như vậy cho đến giờ dân của lễ chay ban chiều, nhưng vẫn không có tiếng gì, chẳng ai đáp lời, cũng không cố ý đến. Bây giờ Eli nói với cả dân sự rằng, hãy đến gần ta. Dân sự bèn đến gần người. Đoạn, Eli sửa lại cái bàn thờ của Đức Giê-hô-va bị phá hủy. Người lấy 12 hòn đá, theo số 12 chi phái của các con trai Gia-cốp, là người mà lời của Đức Giê-hô-va đã phán cho rằng, Israel sẽ là tên ngươi. Người dùng 12 hòn đá ấy mà dựng lên một cái bàn thờ nhân danh Đức Giê-hô-va. Chung quanh bàn thờ, người đào một cái mương đựng được hai đấu hột giống. Rồi chất củi, xả bò tơ ra từ miếng và sắp nó lên trên củi. Kế người nói, hãy múc đầy 4 bình nước và đem đổ trên của lễ thiêu và củi. Người lại nói hãy làm lần thứ nhì, thì người ta làm lần thứ nhì. Người tiếp hãy làm lần thứ ba, và họ làm lần thứ ba, cho đến đổi nước chảy chung quanh bàn thờ và đầy cái mương nữa. Đến giờ dân của lễ chay ban chiều, tiên tri Eli đến gần và nguyện rằng, lạy Jehovah Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Israel, ngày nay xin hãy tỏ cho người ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời trong Israel, rằng tôi là kẻ tôi tớ Ngài và tôi vâng lời Ngài mà làm mọi sự này. Đức Giê-hô-va ơi, xin nhậm lời tôi, xin đáp lời tôi, hầu cho dân sự này nhìn biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời và Ngài khiến cho lòng họ trở lại. Lửa của Đức Giê-hô-va bèn giáng xuống, thiêu đốt của lễ thiêu, củi, đá, bụi và rút nước trong mương. Thấy vậy, cả dân sự sấp mình xuống đất và la rằng, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Eli nói với chúng rằng, hãy bắt các tiên tri của ba anh, chớ cho thoát một người nào. Chúng bèn bắt họ. Eli đem họ xuống dưới khe Ki-sôn và giết họ tại đó. Đoạn Eli nói cùng A-háp rằng, hãy đi lên ăn và uống, vì tôi đã nghe tiếng mưa lớn. Vậy A-háp trở lên đặng ăn uống. Nhưng Eli leo lên chót núi Cạc-mên, cúi xuống đất và úp mặt mình giữa hai đầu gối. Đoạn người nói với kẻ tôi tớ mình rằng, xin hãy đi lên ngó về phía biển. Kẻ tôi tớ đi lên xem nhưng nói rằng không có chi hết. Eli lại nói, hãy trở lên 7 lần. Lần thứ 7, kẻ tôi tớ đáp rằng, tôi thấy ở phía biển lên một cụm mây nhỏ như lòng bàn tay. Eli bèn tiếp, hãy đi nói với A-háp rằng, hãy thắng xe và đi xuống kẻo mưa cầm vua lại chăng. Trong một lúc,
trời bị mây che đen, gió nổi dậy và có cơn mưa rất lớn. Ahab bèn lên xe mình đi đến Gitreen. Tay Đức Giê-hô-va giáng trên Eli, người thắt lưng, chạy trước Ahab cho đến khi tới Gitreen. Chương 19. Ahab thuật lại cho Jezabel mọi điều Eli đã làm và người đã dùng gươm giết hết thảy tiên tri Ba Anh làm sao. Jezabel sai một sứ giả đến Eli mà nói rằng: nếu ngày mai trong giờ này ta không xử mạng sống ngươi như mạng sống của một người trong chúng nó, nguyện các thần đãi ta cách nặng nề. Vì vậy Eli sợ hãi, đứng dậy chạy đi đặng cứu mạng sống mình. Đến tại Be'er-sheba thuộc về Juda, người để tôi tới mình lại đó, còn người vào đồng vắng, đường đi ước một ngày, đến ngồi dưới cây giếng viên xin chết mà rằng: ôi Đức Giê-hô-va, đã đủ rồi, hãy cất lấy mạng sống tôi, vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi. Đoạn người nằm ngủ dưới cây giếng viên, có một thiên sứ đụng đến người và nói rằng: hãy trỗi dậy và ăn. Người nhìn thấy nơi đầu mình một cái bánh nhỏ nướng trên than và một bình nước. Người ăn uống rồi lại nằm. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến lần thứ nhì đụng người và nói rằng: hãy trỗi dậy và ăn, vì đường xa quá cho ngươi. Vậy người trỗi dậy ăn và uống. Rồi nhờ sức của lương thực ấy, người đi 40 ngày và 40 đêm cho đến Horeb, là núi của Đức Chúa Trời. Đến nơi, người đi vào trong hang đá ngủ đêm ở đó. Và kìa, có lời của Đức Giê-hô-va phán với người rằng: hỡi Eli, ngươi ở đây làm chi? Người thưa rằng: tôi đã rất nóng nảy sốt sắng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì dân Israel đã bội giao ước Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên tri Ngài. Chỉ một mình tôi còn lại, và họ cũng kiếm thế cất mạng sống tôi. Đức Chúa Trời phán với người rằng: hãy đi ra, đứng tại trên núi trước mặt Đức Giê-hô-va. Này Đức Giê-hô-va đi ngang qua, có một ngọn gió mạnh thổi dữ tợn trước mặt Ngài, xé núi ra và làm tan nát các hòn đá, nhưng không có Đức Giê-hô-va trong trận gió. Sau trận gió có cơn động đất, nhưng không có Đức Giê-hô-va trong cơn động đất. Sau cơn động đất có đám lửa, nhưng không có Đức Giê-hô-va trong đám lửa. Sau đám lửa có một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ. Khi Eli vừa nghe tiếng đó, thì lấy áo tơi bao phủ mặt mình, đi ra đứng tại nơi miệng hang. Này có một tiếng phán với người rằng: hỡi Eli, ngươi làm chi đây? Người thưa rằng: tôi rất nóng nảy sốt sắng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì dân Israel đã bội giao ước của Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên tri Ngài. Chỉ một mình tôi còn lại, và họ cũng tìm cách cất mạng sống tôi. Nhưng Đức Giê-hô-va đáp với người rằng: hãy bắt con đường đồng vắng đi đến Đa-mách. Khi đến rồi, ngươi sẽ xức dầu cho Hasael làm vua Syri. Ngươi cũng sẽ xức dầu cho Jehu, con trai của Nimshi làm vua Israel. Và ngươi sẽ xức dầu cho Elishe, con trai Sa-phát ở Aben-Mehola làm tiên tri thế cho ngươi. Ai thoát khỏi gươm của Hasael sẽ bị Jehu giết. Ai thoát khỏi gươm của Jehu sẽ bị Elishe giết. Nhưng ta đã để dành lại cho ta trong Israel 7.000 người không có quỳ gối xuống trước mặt ba anh, và môi họ chưa hôn nó. Từ đó Eli đi gặp Elishe, con trai của Sa-phát, đang cài có 12 đôi bò trước mặt mình. Chính người cầm đôi thứ 12. Eli đi ngang qua người, ném áo choàng mình trên người. Elishe bèn bỏ bò mình, chạy theo Eli mà nói rằng: xin cho phép tôi hôn cha và mẹ tôi đã, đoạn tôi sẽ theo ông. Eli đáp: hãy đi và trở lại, vì ta nào có làm gì cho ngươi đâu. Elishe bèn lìa khỏi Eli trở về, bắt một đôi bò giết đi, và lấy cài làm củi mà nấu thịt nó, rồi cho các tôi tớ mình ăn. Đoạn người đứng dậy đi theo Eli và hầu việc người. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài.
xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.